Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sơ chế cái đám cua đồng này trước khi đem vào chế biến nấu ăn một cách đơn giản và nhanh nhất ai cũng có thể làm được. Cua sau khi bắt ở ngoài đồng về, các bạn nhớ ngâm nước trong cho nó nhả bùn, nhả chất dơ ra. Sau đó các bạn rửa ở dưới vòi nước chảy như thế này, cho rong rêu bám trên càng hoặc trên mai, nó sẽ ma sát với nhau, nó sẽ ra và nó sạch con cua nha. Và đây là bước chính thức bắt tay vào làm nè. Cua các bạn nhớ bỏ cái mai ra, đó, bóc ra như thế này đó. Tiếp theo là bỏ cái yếm ở phần dưới bụng. Hai phần này thì nó sẽ có những cái chất dơ nó hay bám nhất ở trên cái mình của con cua. Đó, sau đó các bạn bỏ vào cái cối đá. Cứ như thế mà các bạn làm cho nó hết cái theo cua thôi nha. Cua đồng thì nó nhỏ con thôi, nó không như cua biển hoặc là mấy con cua mà các bạn review ở trên YouTube đâu. Nó nhỏ xíu à, nên các bạn nhớ chỉ bỏ cái mai với lại cái yếm thôi, chứ bỏ nữa là không còn gì ăn đâu. Cua đồng thì đa số làm thì lấy gạch để nấu bún riêu. Hiếm hoi lắm thì có cái trường hợp đỡ nguyên con để nấu canh chua thôi. Cua sau cái bước sơ chế các bạn bỏ vào cối đá, đâm cho nó dập dập, sau đó bỏ một ít nước. Rồi bắt đầu giả ra cho cái gạch cua, thịt cua rồi nó mới tách ra được cái phần xác của con cua. Chúng ta mới tách được cái phần chúng ta cần và cái phần xác chúng ta bỏ. Dùng cái lược để tách cái phần xác với cái phần nước ra. Cái nước cua bây giờ là thịt cua với lại gạch cua ở trong nó rất là nhiều. Các bạn khoan bỏ cái xác cua nha. Để ý khi nào mà đâm mà nó không, cái màu nó không còn đục nữa trong nước thì lúc đó cái gạch cua với xác cua nó hết rồi thì các bạn mới bỏ cái xác đó đi. Rất là đơn giản đúng không nè.